thấy là đã các cái xe container chở hàng để xuất sang Trung Quốc đang được vận chuyển tới đây. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục sẽ đi thêm con đường này để đến cái khu cửa khẩu Trấn Thành. Ở Lạng Sơn thì có rất là nhiều cửa khẩu, thì cái cửa khẩu Trấn Thành này thì chủ yếu là giao lưu thương mại hàng hóa và những cái đồ điện tử như là hàng may mặc, những cái đồ gia dụng. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ cùng các bạn vào trong khu chợ trung tâm này xem mà các cái mặt hàng có những cái gì nhá. Ở trước mặt chúng ta là thấy các cái mặt hàng về đồ điện tử rất là nhiều. Hàng hóa ở đây chủ yếu là hàng của Trung Quốc. Đây các bạn có lên cầu thang. Ủa cái này ngã nhỉ. Ủa. Chưa đi quen. Vâng, nhiều đồ nhỉ. Cái dây lưng gì cơ. Vâng, cho xem. Không còn nào không. Vừa rồi đã dẫn các bác đi một cái vòng khu chợ Tân Thanh. Ở đây là một cái khu về chủ yếu đồ điện tử với đồ quần áo thì hơi ít.
Bây giờ chúng ta sẽ sang bên khu bên này tiếp theo nhé. Khu này hình như là có cái sòng bạc. Đây, rất là nhiều đồ điện tử. Vâng, xem. Đấy, các bạn có thể thoải mái mua đồ ở đây. Đây là cái khu đồ, các cái phụ kiện của ô tô nhỉ? Đúng không? Loa nhiều nhá. Ôi, cái này là máy ảnh. Camera hành trình. À, camera hành trình. Nhiều máy ảnh nữa. Đồng hồ. Đồ chơi điện tử. Úi giời ơi. Đây là chăn màn. Đây, các cái đồ trò chơi rất là nhiều, đồ các bạn có thể tham quan và mua sắm ở đây. Hàng hóa rất là đẹp, chủ yếu hàng của Trung Quốc. Quảng Châu. Ở bên này là bên này là tỉnh gì của Trung Quốc nhỉ? Bên kia cửa khẩu là tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đúng không? Đâu? À, bây giờ chúng ta vào trong này lựa chọn một cái đồ và mặc nhá. Đấy. Rất là nhiều hàng hóa. Anh. Em đi trải nghiệm khu cửa khẩu ấy ạ. Cái này là riêng áo hay cả bộ đây? Cả bộ được mà, riêng áo. Cả bộ này. Cái này. Áo này áo. Cái này có cơ bé hơn không? Áo theo bộ à? Ô, cái này nhìn đẹp hết nhở? Nếu không cái cỡ bé hơn thôi này. Anh hàng này hàng Trung Quốc, hàng tàu ấy. Hàng tàu, không phải hàng Trung Quốc à? Vậy kiểu này em lại thích kiểu này. Cái này nó lại. Cái này bao tiền bộ? Không có quần à? Có cả quần. Đây các bạn có thấy là rất nhiều mặt hàng quần áo, mẫu mã đa dạng không hữu. Phục vụ cho rất là nhiều lứa tuổi. Từ thanh niên cho đến người già. Người trung niên. Nam nữ. Cái đen này không còn à? Cái màu đẹp. Cái này XL to quá. Màu này anh vừa không? Màu này màu gì đấy? Đây. Adidas. Made in Mao Trạch Đông nhá. Đây xong một thời gian chọn, tôi chọn cái áo màu này đẹp. Anh mong nó khỏi ra tù. Thế khá bảnh là mua hàng cho anh à? À đấy, các bạn thấy thời trang của Khá Bảnh này là đặt hàng ở quán anh đấy. Đây Quảng Châu, Tân Thanh đây. Lấy lại cho tao em 100 cái áo thì chưa lấy nữa, bị bắt rồi. Chưa lấy là đi tù rồi đúng không? Chưa hoàn thành hợp đồng nữa, đi tù rồi. Thằng đấy bây giờ chính thức là có tù không nhỉ? Có tù chứ. Bị bắt rồi mà, nhưng mà không biết có phải đi tù không? Rồi bây giờ tôi đã chọn được một cái áo rất là ưng ý rồi. Như UV của nó ra tháng vào tiền. Vâng. Anh ơi, bình thường cái này, một cái áo này là bao tiền anh nhỉ? Đấy, áo 100.000 đấy. Rẻ không các bác? 50.000 Cái này bớt không em, không anh? Bớt cho em ít nữa đi. Có loại 50.000 rẻ, cũng giống như thế. Thế cái loại này không bớt được cho em tí nào à? 50.000 đẹp lắm, màu 3D. Không, em đang hỏi cái loại này, cái loại kia em không quan tâm. Em chỉ quan tâm cái này thôi. Đấy. Rất là nhiều mặt hàng mà loại đẹp chủng loại. Hình 3D luôn. Cái này là 50.000 à? Ô 50.000 á? Ôi áo 50.000 á? Đẹp chưa? 3D đẹp chưa? Ôi để em thử cái nào. 50.000 thôi. Thử ra để tôi thử nào. À, cái này là 100.000 này. Chất liệu rất là mềm mát luôn. Cái này là 50.000.
ok, để em thử. Có nhiều loại. Cái này là bán 50.000 là tiền mác anh ạ. Cái này là mác nó đắt hơn là ở cái mác này này. Rồi bây giờ tôi thử đó. Đây. Đây là tôi mua cái áo quay đi em ơi, quay đi. Đấy. 100.000 ba cái. 100.000 ba cái. Đẹp chưa? Đấy. Các bác lên đây thao tôi sắm. Anh ơi, tiệm anh gọi là địa chỉ là gì ấy? Kiosk số mấy đấy? Cửa hàng Phong Thêu. Phong Thêu à? Kiosk 12. Đấy, Phong Thêu kiosk 12, nơi Khá Bảnh đã từng đặt hàng ở đây các bác ạ. Và ở đây hàng của anh ấy rất là chất lượng và rẻ. Khu trung tâm thương mại Việt Trung. Đấy, khu trung tâm thương mại Việt Trung đối diện cái dãy đường này này. À đây đây các bạn nhìn thấy đây. Đối diện cái đường rẽ vào chùa Tân Thanh ấy, các bạn nhìn thẳng xuống dưới là đến nhà của cửa hàng anh ấy luôn. Đấy. Đấy các bạn có dịp thì ghé qua đây mua ủng hộ nhá. Đây tôi chọn được hai cái, một cái này như thế này. Một cái màu này với một cái màu như thế này. Đấy. Đừng quay mặt anh nhá. Thấy chưa? Cầm đây này, đừng cầm đấy. Đó, chưa? Ổn nhá. Ok. Ôi, con gì đây anh? Ừ. Bóng bành à? Bóng mở ra cho xem. Con này phun độc à? Phun độc cái gì ạ? À? Ông mở ra, ông ấy còn khảo đất rồi là chạy. Ôi, ông già ấy. Có độc không anh? Độc cái gì? Ông ấy đi chơi. Độc anh bán à? Anh bán à? Hả? Ông kia. Ông kia bán kìa. Con này con gì nhỉ? Bóng bành à? Bác ơi. Đây các bạn ghé qua đây còn có thể mua được hàng đồ rừng này, hàng rừng. Con này con rắn đúng không? Củ măng à? Con này là con gì đây nhỉ? Hình nhông. Em biết chưa? Các bác chào khán giả đi. Rắn ơi. Ông ơi, đây là rắn kè. Ông thả ra cho nó quay. Rồi đi. Đây là khu vui chơi của cửa khẩu Tân Thanh. Không. Đấy các bạn, sau khi chúng tôi mua đồ mua quần áo xong thì chúng tôi ra chỗ phần đoạn đường mà hướng tới chùa Tân Thanh. Đây các bạn. Đây là chùa Tân Thanh này. Chợ. Bên kia là cửa khẩu. Đấy. Vậy là xong video, tôi xin dừng video ở đây. Và hy vọng là các bạn sẽ ghé qua cửa khẩu Tân Thanh và trải nghiệm. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và nhớ đừng quên like, chia sẻ cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.